Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Đề muốn đi tìm giá trị lớn nhất của nồng độ dung dịch KOH. Bây giờ chúng ta thấy rõ, đơn vị của chúng ta là milligram trên millilit. Thì điều này chứng tỏ rằng phương trình Cx của chúng ta chính là bằng khối lượng chia cho thể tích. Thì bây giờ chúng ta thấy rõ, ở đây chúng ta có 20 ml dung dịch và chúng ta có nồng độ là 100 mg trên 1 ml. Thì bây giờ chúng ta lấy 20 nhân cho 100 thì chúng ta có 2000 là giá trị ban đầu. Tuy nhiên, chúng ta sẽ lấy một hộp trước khác bên KOH nhưng mà chúng ta chưa có biết. Thì bây giờ chúng ta có 10 mg trên ml thì chúng ta có x ml ở đây. Thì chúng ta lấy cái chữ x này nè, nhân cho 10 chúng ta sẽ có milligram ở đây thì chúng ta sẽ có 10x. Còn thể tích của chúng ta sẽ là x là nằm ở dưới này. Và đây chính là phương trình của Cx. Đầu tiên chúng ta đạo hàm lên. Thì nó sẽ thành như thế này. Đạo hàm của chữ x chúng ta sẽ có số 1, 2000 là hằng số chúng ta sẽ có số 0. Còn chữ x là số 1, 20 là hằng số chúng ta sẽ có số 0. Như vậy chúng ta nhân vô thì chúng ta sẽ có 200 cộng 10x, câu này là âm 2000 trừ 10x. Như vậy 200 trừ 2000 là âm 1800. Chúng ta thấy rõ cái cục này lúc nào cũng lớn hơn 0, cho nên cái này là số âm, có nghĩa là hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định. Như vậy trong trường hợp này chúng ta có từ số 5 cho đến số 15. Như vậy đề muốn đi tìm giá trị lớn nhất thì chúng ta sẽ chọn ở vị trí số 5. Còn số 15 là giá trị nhỏ nhất, tại vì từ số 5 đi xuống số 15 là hàm số nghịch biến. Cho nên số 5 sẽ là vị trí cao nhất, còn 15 là vị trí thấp nhất. Như vậy chúng ta sẽ thế số 5 này vào đây nha, và chúng ta xong bài. Và chúng ta ra 82. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.